Xin chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là camera của Samsung Galaxy A70, nó là cụm camera. Đây là camera sau với ba camera, camera trước thì là đây. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần camera máy ảnh trên Samsung Galaxy A70, chụp hình mờ, chụp hình không lấy nét được, chụp chập chờn được lúc không, đó là dấu hiệu cơ bản báo hiệu camera máy ảnh của Samsung Galaxy A70 đã lỗi hỏng cần phải thay mới. Hiện tại di động cao cấp chấm của tất cả các linh phụ kiện trên Samsung Galaxy A70 cũng xin thay thế sửa chữa vị các bạn những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp vn quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code cod chúng tôi sẽ ship camera máy ảnh cho samsung a 70 mươi đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu quý vị các bạn nhận được quý vị các bạn mới về thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng an toàn và tiện lợi Xin cảm ơn quý vị bạn đã xem video về di động cao cấp vn địa chỉ cung cấp linh phụ kiện để thay thế sửa chữa các lỗi sự cố liên quan phần cứng phần mềm cho samsung a 70 mươi cảm ơn quý vị bạn